Ơi các bạn ơi, đây bạn Ken đã mở xúc xích ra rồi nha. Ngon không con? Đây là xúc xích heo hả? Mà ba mà đổ muối ra không ăn. À để ba gỡ muối ra nha. Ê, đây đây. Đổ đâu đó kìa. Rồi con cầm đi ba mới đổ được chứ. Rồi đổ hết trên tay ba rồi nè. Ba miếng xuống nghe mùi trời đó. Rồi con cắm xúc xích con ăn đi. Ba cầm đi. Ở đây. Wow, ngon không con? Các bạn ơi, đây là một hộp trứng xúc xích nha. Có bịch muối rất là bà ngon nữa. Bạn thương, bạn thương nghe mùi rồi kìa bác. Ừ, nó không thể nào mà nó ăn được đâu, nó thư ra không có được. Rồi, bạn Ken sắp ăn hết một cây xúc xích rồi các bạn ơi. Nè con cho con xu cây này đi. Đâu? Cho nó cây thôi. Liếm. Ừ, nó liếm hả? Rồi. Nó đâu biết ăn xúc xích đâu. Nó ăn rồi. Ờ nó ăn luôn rồi, nó ăn nguyên cây xúc xích luôn rồi kìa. Và nó giật nhau luôn. Rồi hồi nó cắn nhau nè. Con lặn ra đây nè. Wow, các bạn ơi, nguyên hộp trứng này là trứng xúc xích không à. Wow, mở nữa không con? Không. À con không ăn nữa bạn Ken, bây giờ bạn Ken không ăn xúc xích nữa các bạn ơi, nên là không có mở nữa. Con chơi con chim. À rồi bây giờ chơi con chim phải không? Rồi thôi vậy mình mở một trứng nữa thôi nha. Mở một trứng ra mình cho su ăn được không? Thì mình mở thêm một trứng nữa. Con chim nó té luôn. Ừ, chim nó té luôn rồi hả? Rồi vậy. Chim nó nhảy xuống, con chim nó té luôn. Vậy mình mở ra cho mỗi con su một trứng thôi nha. À, quả trứng này bự quá đi, con cầm không được hả? À, con su nó ăn miếng muối á. À, nó thèm quá rồi đó. Vậy con cho anh xu mỗi đứa anh trứng đi. Con mở con cho nó anh trứng nha. Chịu không? Quyết định chưa? Rồi quyết định là cho anh xu mỗi con một trứng nha. Rồi ok. Phải cây xuống luôn. Ừ. Phải cây xuống luôn. Rồi các bạn ơi, bây giờ bạn Ken sẽ bóc thêm hai cái trứng nữa nghe, một trứng màu xanh với một trứng màu xanh lá cây với một trứng màu xanh nước biển. Và bóc ra hai trứng nữa, ăn thử hai trứng nữa. Ba cho con ăn nữa. À con ăn nữa hả? Rồi vậy giờ cho bạn su ăn nha. Rồi. À. Mỗi một trứng này là nó có hai cây xúc xích nè các bạn. Đây, xúc xích màu đỏ. Rất là ngon. Ba mở trứng này luôn nha. Ừ. Rồi, thêm một trứng nữa đây. Wow, rồi bỏ xuống đây luôn. Wow, các bạn ơi, bạn Ken đó, bạn Ken không có ăn mà bạn Ken cứ lột ra là ăn à. Ê, rồi, cho bạn su nghe, su trắng ăn. Su bé. Ừ, su bé, su này là su bé nhất nè. Su bé màu trắng. Đây là su màu vàng. Sáng giờ nó chưa ăn gì hết, thôi cho nó ăn cây đi, nó bụng quá trời luôn nè. Miếng xu này giờ nó bụng quá. Ăn lại. Ừ, rồi con ăn luôn rồi hả? Ngon không? Cho xu đen đi, cho xu đen đi. Đen đó. Rồi ngon quá mợ, sung sướng quá mợ, hôm nay mỗi xu được cây xúc xích sung sướng quá mợ. Quá dành luôn, dành cái vỏ luôn. Rồi các bạn bây giờ là quay qua cái hộp quà của bạn Ken nha. Đây bạn Ken có mấy cái hộp quà nè. Mai mốt bạn Ken gói quà bạn Ken tặng cho các bạn.
hay là hộp quà màu màu vàng, màu cam và hộp quà màu xanh này, quá trời quà luôn. Quà này giờ bỏ gì vô con? Bỏ đồ chơi. À bỏ đồ chơi vô hả? Rồi. Rồi, bye bye các bạn nha. Hẹn các bạn video lần sau. Bye bye. Để chờ bạn. Ở đây con đi đâu hả? Đi chơi. Ê các bạn ơi, nay bạn Pin sẽ đi mua đồ chơi tặng quà mini game cho các bạn nha. Rồi bây giờ mình đi xem nha. Mua cái gì đây ta? Con muốn mua cái gì? Ờ cái này hả? Đây các bạn, một bộ nấu ăn nè. Con mua cái này không? Đây có cái chảo luôn hả? À đây một bộ nấu ăn có cái chảo luôn đó. Rồi mua gì nữa? À con cua rồi câu cá hả? Thôi mình qua kia nghe. Cái này các bạn có hết rồi. Wow, cái đó cái gì vậy? À rau hả? Đồ cắt rau hả? Rồi qua đây có một bé búp bê nè. Ui quá trời xe luôn. À trứng hả? À, con lấy trứng màu nào? Màu đỏ hả? Lấy hai trứng luôn nghe. Trứng kìa. Nặng quá. Nặng quá hả? Ý, ý. À đắt xét lấy đồ á hả? Mua không? Mong mua mấy hộp. Wow. Wow. Rồi rồi được rồi được rồi. Mua 4 hộp thôi. Rồi qua kia chơi cầu trượt nha. Kìa qua kia có cầu trượt kìa. Đó đi qua. À trong đây quá trời đồ chơi luôn. Nắng quá hả? Ở bên đây có súng kìa, súng kìa. Đây này các bạn ơi, quá trời súng luôn. Wow. Wow, cái súng gì vậy ta? Nước. Súng nước hả? Con mua không? Con mua súng này không? Rồi con lấy một cây đi. Ờ lấy cây súng đó đi. Súng nhỏ hay súng bự? Súng bự luôn hả? Rồi bỏ vô. Ê, ê bỏ vô xe bự nha. Rồi rồi đi lựa tiếp nha. À đây các bạn ạ. Bạn Viên giờ ngồi lên xe đẩy nha. Rồi mình đi lựa đồ chơi tiếp thôi. Qua qua cầu tuột á hả? Rồi đây xe quá trời luôn nè. Đây một cái xe gì ta? Xe cẩu nè. Xe này xe gì? Xe cẩu. Xe ủi. Xe ủi. Ôi xe giao hàng nữa nè. Xe à xe cứu thương á. Nè xe cảnh sát nè. Ồ. Mua xe cảnh sát không? Đây. Wow, ui một cái xe, một cái xe cứu hỏa bự dữ hả? Cái này xe đổ rác nè. Wow, xe đổ rác này nhiêu tiền ta? Đâu? À xe này á hả? Xe này là xe gì? Ờ à, xe cần cẩu móc hả? Đây một cái xe, xe ủi nữa nè. Ừ, súng đâu? Đâu? À, cái súng này súng gì vậy? À, súng này là súng bắn xe nè. Có mua không? Thôi, súng này khó chơi lắm. Đây có búp bê nữa nè. Búp bê nhện. Hút. Rồi, mình đi tiếp nha. Rồi, máy bay điều khiển kìa. Đã rồi chưa? Ở trên đây cái gì ta? Cái xe gì vậy? Trên này xe gì vậy Bin? À một cái xe leo núi điều khiển á. Wow. Cái gì vậy? À cái này cái gì vậy? Wow, một chiếc xe. Xe nón bảo hiểm nha. À Midwin kìa. Đây Superwin chứ. Máy bay Superwin nhỏ này Bin ơi. Nè, có mua không? Mua nào lấy đi, con lấy màu nào? Xanh hả? Rồi bỏ vô xe luôn. Mua đâu? Màu xanh nữa hả? Có màu đỏ kìa. Máy bay màu đỏ kìa. Đây Midwin màu đỏ nè, đẹp đây chưa? Mà rớt cái cánh rồi. Rồi lấy cái màu vàng luôn nha. Xe gì vậy? Xe con hả? Rồi bỏ vô luôn. Nữa hả? Nói gì vậy? Rồi các bạn ơi, trứng. Trời trứng gì bự dữ hả? Trứng gì vậy? Rồi nguyên trứng chim bự dữ hả? Rồi bỏ vô luôn.
Đâu trứng này trứng gì? À trứng con mèo hả? Chim con mèo hả? Lạ chứ hả? Rồi đi tiếp nha. Cái này gì vậy? À quy cái khu rừng luôn nè. Ờ khu rừng có trứng nữa hả? Rồi khu rừng có trứng bỏ vô luôn. Rồi xong rồi. Rồi xong rồi hả? Cái này cái gì vậy? Đâu? Wow, một chú ngựa boli màu hồng hả? Rồi con lấy không? Lấy luôn hả? Rồi đi một chú ngựa boli. Wow, cái xe điều khiển của ai vậy? Đây. Xe điều khiển á. Con mua xe đó không? Mua xe đó không? Chạy qua đi kiếm xe điều khiển nha. Quá trời đồ chơi luôn nè. Cái này cái đồ chơi gì vậy bắn pin? Wow, một cái đồ chơi. À nhà xe nè, bắn nhà xe đó. Rồi bỏ vô luôn hả? Rồi thôi lấy một cái thôi, lấy một cái thôi. Mình có rồi. Wow. Rồi đi tiếp nha. Bên kia có cái xe quá trời luôn kìa Bin ơi. Đây bên đây xe quá trời luôn nè các bạn ơi. Cái gì vậy? Rồi té luôn rồi. Rồi vậy đó. À xe điều khiển á hả? Có nguyên một cái con nhà của mấy bạn thỏ luôn nè các bạn ơi, đây bán quá trời đồ chơi luôn. Đâu? Ngủ kìa. À bạn thỏ ngủ rồi hả? Đông kìa. À này một em bé thỏ đang tắm luôn hả? Đây có ba con này có con luôn nè. Con mua. Ờ con mua con này luôn hả? Rồi bỏ vô luôn nha. Wow. Wow, cái gì vậy? Đây đồ chơi gì vậy? Wow, một đồ chơi bánh xe khổng lồ luôn. Rồi bỏ vô luôn nha. Rồi bên đây xe quá trời luôn nè. Đây, à một cái xe điều khiển nhỏ hả? Rồi bỏ vô luôn. À qua đây có búp bê nè bạn Bin ơi. Búp bê quá trời luôn nè. Wow. Ờ búp bê này tiên cá đó hả? À búp bê tiên bướm luôn. Rồi con lấy mấy con, lấy đủ màu luôn đi. Đây. À búp bê quá trời màu luôn các bạn ơi, lấy ha. Con lấy màu hồng đi. Đây, lấy màu hồng nè. Màu hồng nha. Rồi búp bê Sylvia tóc màu đen nè. Đây. Rồi búp bê châu Phi luôn. À cái này là hả? Đồ ráp xe đó. Đây nè các bạn ơi, đây có quá trời búp bê nha. Một bạn búp bê cô dâu nè. À búp bê này búp bê. À búp bê bạn gái. Pin ghê chưa? Đây cô dâu chú rể nó nè. Không, cô lấy cái này, con này bự quá. Rồi búp bê nè, tiên bướm. À em bé đội khăn nè. Đồ quá trời đồ chơi luôn. Qua gấu bông bên đây nè. Pin có thích gấu bông không? Nè gấu bông nè. Gấu bông đó. À con thỏ hả, con thích con nào? À con gấu á hả, con gấu nhỏ hả? Ờ một con chó nữa hả? Đây các bạn ơi, bạn Pin ôm một con gấu với một con chó nha. Wow, bên đây cái gì ta? À, có trứng trong xe nữa kìa. Wow, rớt rồi, bạn Bin rớt cái xe này. Đây, một cái xe. Rồi, xe quá trời màu luôn. Wow, một cái... Wow, bạn này bạn gì ta? Một bạn sóc nè. Đây, các bạn ơi, trên đây có trứng nè. Con lấy trứng nữa không Bin? Hai cái trứng nhỏ nữa nè. Wow, thêm hai cái trứng nhỏ nữa. Đây các bạn ơi, bạn Bin mua đầy xe rồi, bây giờ mình ra tính tiền nha. Rồi mình về mình quay mini game mình tặng các bạn nha. Đâu cái gì đâu? Trứng hả? Trứng nhỏ này hả? Ồ, một cái trứng xe nè. À trứng móc khóa. Đây trứng móc khóa nè các bạn ơi. Rồi bỏ lên xe luôn nha. Rồi cũng chặt. Đâu cái gì nữa hả? Wow, à đây các bạn ơi, như vậy là mình mua đồ chơi xong rồi, giờ mình đi về mình tính tiền nha. Con chào các bạn đi bạn Bin, hẹn các bạn mini game nha, ngày 30/4 nha. Bạn xem cái xe hàng trời, mua gì nhiều chứ hả? Rồi bây giờ đẩy về nha. Rồi đẩy về thôi. Ồ đẩy về đi.